Mikey about to flip, baby. Logi có kịch đẹp và tao nghĩ nó nên được trưng bày trong lồng viện bảo tàng. Ướp nó lạnh xong để vào bảo quản, tiền bảo đảm là cả một đào vàng. Lúc đấy thì tao chết sửa ai, nhưng con cháu đông rượu hào hạng. Còn tiền thừa cho đi tán gái party linh tinh để nó bảo bạn. Cụ Logi flex, cụ Logi căng, Logi check là cụ Logi chăng. Logi đua sơ tô Civic, Logi nhà vô địch Olympic. Về flex chứ nó vẫn cứ lại bảo là tao khệnh, tao bảo là chuẩn nói, khệnh tự tin, khệnh cá tính. Sau lúc già tao sẽ kể cho con cháu là tao là thằng kỳ cục, nhưng được cái đẹp trai có duyên thân thiện hài hước của nút đỉnh cao, biết là nghe ga lăng nam tính giàu. Hết cả hơi. Nói chung là hút gái, đi tán gái tao hâm dở dở. Nhưng mà không hiểu sao các em nhắn tao hoài, đưa một em lên lầu theo hàng bài. Em đang cởi áo tự nhiên tao dừng lại, tao bảo em view Hồ Tây đẹp quá em ạ. Xong ra cửa sổ rap freestyle, người Hà Nội nên là tính tao cục. Và đôi khi lại mày hứng lúc tao chửi bậy. Hơi kỳ nhưng mà đúng đấy, tao thì cứng và nó đứng lúc tao ngủ dậy. Mà nó dài đến mức có thể đu dây. Nếu tao spam DM và color khi nói chuyện thì cô ấy coi như thần chú ấy. Em ấy có hai thứ cong, một là mông, hai là giới tính. Vòng một là phía là bên trong, vừa làm về trong mới tinh. Em ấy éo hiểu đang nghe rap hay đang nghe Logi podcast. Logi thư giãn, Logi nói về những chủ đề suy ngẫm. Như là Logi có cực đẹp và tao nghĩ nó nên được trưng bày trong lồng viện bảo tàng. Ướm nó lạnh xong để vào bảo quản, tiền bảo đảm là cả một đảo vàng. Lúc đấy thì tao chết sử ói, nhưng con cháu đông rượu hào hạng. Còn tiền thừa cho đi tán gái party linh tinh để nó bảo bạn. Cụ Logi flex, cụ Logi căng, Logi check là cụ Logi chăn. Logi đua sơ tô Civic, Logi nhà vô địch Olympic. Về flex chứ nó vẫn cứ lại bảo tao khệnh, tao bảo là chuẩn nói, khệnh tự tin, khệnh cá tính. Sau lúc già tao sẽ kể cho con cháu là quen một em đại học đang 52 rồi vào A25. Body như B52, nhờ uống vitamin C, D25, BMW, E52, nhân 2 style âm 25 độ F. Fan Logan em hát ăn thần cả năm vừa rồi. Mỗi khi em đăng hại, một phút đầu tao thơ má em, xong 5 phút sau tao chê má em. Em muốn cosplay Amy nên tao vẽ riêu mèo lên má em. Ba em nhìn mặt tao thì khá quen, hỏi tao là thằng nào, tao vừa nói tên tao, chú ấy cúi đầu xuống chào. Em tao ở nhà penthouse rồi gửi bem nhau đêm sau nhưng mà không ổn lắm. Suốt ngày chuyện năng lượng tích cực nhưng để giấu chuyện gì đấy trong một năm. Turn down em là booking bar, bảo sao cứ gặp ai là em ý quý. Lan tỏa tình yêu khắp mọi lúc xong em lan tỏa luôn có mấy STDs. Thì không biết STD là gì à? Thôi lên mạng xuất Google đây đừng bắt người ta phải giải thích. Không được bảo là anh Long rap gì mà bậy thế, rap gì ghê thế, eo ơi. Rap gì mà STDs các kiểu. Logi có cực đẹp và tao nghĩ nó nên được trưng bày trong lồng viện bảo tàng.